Nhung mến chào tất cả cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Đây là món khoanh giò heo giá cầy có mùi hương và vị rất là đặc trưng của đậu phộng, béo và ngọt của nước cốt dừa rất là thơm ngon. Món này mình có thể ăn cùng bánh mì, ăn cùng bún, ăn cơm hoặc cũng có thể lai rai cùng mấy anh hàng xóm rất là ngon luôn đây. Giờ Nhung mời cả nhà mình cùng theo Nhung vào bếp thực hiện món này nha. Đây là 2 kg khoanh giò heo. Nhung mua ở chợ người ta cắt sẵn như thế này nè. Nhung chọn cái khoanh cái độ dày tương đối bằng nhau để sau khi mình nấu xong á thịt chín đều hơn đó. Trước hết Nhung sẽ đem khoanh giò đi rửa sạch. Sau đó Nhung sẽ trụng qua nước sôi cùng giấm muối như thế này khoảng 5 phút để loại bỏ đi bọt dơ và mùi tanh của thịt. Trong khi chờ đợi, Nhung xin giới thiệu về phần nguyên liệu gồm có sả, tỏi, ớt, củ hành tây, hành tím và đây là bột nghệ. Hôm nay Nhung sử dụng bột cà ri. Để tạo cái mùi đặc trưng cho món này, Nhung sử dụng một ít bột ngũ vị hương. Nếu mà không có bột cà ri, mình có thể thay thế bột nghệ. Thịt sau khi trụng rửa sạch, giờ Nhung sẽ ướp nguyên liệu vào đây. 2 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước mắm. Món này thì không thể thiếu tương hột. Ở đây tương hột nhà Nhung xào xả ớt sẵn như thế này nè. Nhung sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nha. Tùy theo tương mặn ngọt mình sẽ ướp cái lượng tương khác nhau. Tương ở đây đã qua sơ chế nên cũng rất là vừa ăn không mặn lắm. Hai muỗng canh bột cà ri. Nếu không tìm được bột cà ri có thể thay thế bằng bột nghệ, màu cũng rất là đẹp luôn. Ngoài tương hột, hương vị đặc trưng của món này không thể thiếu, đó là ngũ vị hương. Cho vào đây 1/2 muỗng cà phê, không nên cho nhiều sẽ bị đắng. Rồi bây giờ Nhung sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên cho thịt thấm vào trong nguyên liệu hết. Thời gian mình ướp có thể là từ 15 đến 30 phút, trước khi nấu thịt sẽ thấm và ngon hơn. Bây giờ Nhung sẽ đi chuẩn bị những nguyên liệu tiếp theo. Về phần sả, Nhung sử dụng một ít sả cây để cắt khúc và đập dập để khi mình xào để ra cái tinh dầu cho thơm hơn. Phần còn lại Nhung sẽ cắt nhỏ và băm nhuyễn ra. Sẵn đây Nhung chia sẻ luôn. Nhiều lần nấu ăn Nhung để ý Nhung thấy khi mình ăn sả mà có cái cọng màu tím tím bên trong như thế này sẽ thơm và ngon hơn là sả trắng rất là nhiều. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ Nhung sẽ bắt đầu đi ram thịt. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp đến cho những nguyên liệu tiếp theo vào để mình xào.
Để tăng thêm độ ngọt và thơm ngon của món này, Nhung cho vào đây là 1 lít nước dừa. Có thể thay thế bằng nước lọc. Sau 45 phút nấu ở lửa trung bình, Nhung thấy nước hơi sắc lại chút xíu và thịt cũng đã săn lại. Giờ mình sẽ rưới cái phần nước này lên trên phần da thịt để phần da không bị khô và thấm gia vị hơn. Để tạo độ béo và thơm ngon của món ăn, Nhung sẽ cho vào đây là 150ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì mình nên cho vào trước khi mình tắt lửa, không nên cho quá sớm, mình nấu lâu ở nhiệt độ cao á thì sẽ mất đi độ béo của nước cốt dừa. Lúc này Nhung sẽ cho hết phần của hành trắng lúc nãy cắt vào đây. Sau đó tắt lửa và chắc ra khỏi bếp để giữ độ giòn và độ tươi của củ hành. Không nên nấu quá lâu, củ hành sẽ mềm nhũn mất ngon và món ăn mình cũng không đẹp mắt nữa. Món ăn xem như đã hoàn thành rồi. Nhìn cái màu rất là đẹp và rất là thơm ngon. Nếu mà ở Việt Nam mình á, cô bác anh chị mình nấu món này á, sẽ rất ngon là mình sẽ thui cái phần da này đi. Và mình cũng có thể sử dụng một ít ngò ôm sẽ đúng vị hơn. Thêm một ít đậu phộng rang để món ăn mình tăng thêm hương vị, đậm đà, đẹp và bắt mắt hơn. Nhung vừa chia sẻ xong món chân giò heo giả cầy. Món này rất đặc biệt và cũng rất là thơm ngon bởi những hương vị đặc trưng của tương hột, ngũ vị hương, nước cốt dừa cùng đậu phộng rang, xen lẫn mùi hương xả, tỏi, ớt, băm, rất là thơm ngon luôn. Nếu mà ai chưa ăn thì nên thử một lần để cảm nhận nha. Qua đây Nhung cũng xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả cô bác anh chị em gần xa đã yêu thương, ủng hộ và quan tâm đến video của Nhung. Mọi sự đóng góp ý kiến, thắc mắc về món ăn hoặc là yêu cầu Nhung làm món ăn mới, vui lòng để lại bình luận bên dưới video này hoặc cũng có thể nhắn tin, email, Facebook cho Nhung. Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung. Một lần nữa, Nhung mến chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, thành công và ngon miệng. Nhung xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.